Chào anh em, hôm nay mình lên tiếp một mẫu dao của Global. Đây là mẫu G21 Boning. Boning chuyên lọc thịt, lọc xương, mổ cá, các thể loại. Mẫu này là lưỡi dài 16, rất mỏng. Vì rất là nhiều người thích những mẫu dao mỏng, con này cực kỳ mỏng, lưỡi dày 1 ly, 1 ly nhá, rất là mỏng luôn, đàn hồi khá tốt. Cán vẫn cán truyền thống và sử dụng thép Chromova 18, đem lại độ sắc nét, giữ cạnh sắc và chống rỉ rất là tốt. Ai cần mẫu dao này thì hãy liên hệ với bên mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.